Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, tăng cường sự tin cậy chính trị, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Ở tỉnh Hưng Yên, các doanh nghiệp Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu đầu tư vào địa bàn. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 5,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu với 172 dự án, vốn đăng ký là 3,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 61% tổng vốn đăng ký đầu tư. Các nhà đầu tư Nhật Bản luôn được đánh giá cao về quy mô đầu tư cũng như công nghệ sản xuất, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường, nộp thuế cho nhà nước và quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của người công nhân. Khu công nghiệp Thăng Long 2 do doanh nghiệp Nhật Bản là chủ đầu tư là điểm sáng trong thu hút các dự án FDI, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước. Tháng 11 năm 2021, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Tochigi. Tham gia và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam Tochigi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đánh giá cao các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư thành công khu công nghiệp Sumitomo ở Hưng Yên, diện tích 350 ha. Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện để Nhật Bản mở rộng thêm 200 ha. Là địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, có các trường dạy nghề đáp ứng nhu cầu lao động. Đến với Hưng Yên, các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ được ưu đãi cao nhất so với ưu đãi đầu tư của pháp luật Việt Nam. Tỉnh sẽ tạo điều kiện ở mức tối đa và luôn đồng hành chia sẻ với các nhà đầu tư Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, tỉnh Hưng Yên đã và đang sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và của tỉnh Tochigi đầu tư kinh doanh thành công tại Hưng Yên, đặc biệt là phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.